Chào cả nhà, như hôm nay là mình cũng có là một ít xoài non nè. Thì hôm nay mình sẽ làm cái xoài ngâm chua cay nha. Như cả nhà thấy là cái xoài của mình á là nó nhỏ nhỏ như vậy nè, nhưng mà khi mà mình cắt mình ngâm á thì nó rất là ngon nha cả nhà. Thì bây giờ là mình sẽ đi xuống dưới nhà sau, mình sẽ nấu cái phần nước đường lên trước rồi sau đó thì mình mới gọt xoài nha cả nhà. Thì bây giờ cả nhà đi theo mình đi xuống dưới nhà sau á thì mình sẽ nấu nước đường nha. Bây giờ mình sẽ cho đường á, thì mình sẽ nấu cái phần đường á cho nó màu và cánh gián trước rồi mình mới cho nước vào nha cả nhà. Đường á thì mình sẽ cho phân nửa nè cả nhà. Thì mình nấu cho nó có cái màu cánh gián trước và sau đó thì mình sẽ cho thêm đường. Mình cũng dùng cái đôi đũa nè thì mình cũng quậy nha. Mình quậy cho cái phần đường á cho nó tan ra và sau đó thì mình sẽ nấu cho nó cái màu hơi vàng vàng là được nha. Nếu mà cả nhà mà có đường thùng á hoặc là đường vàng gì đó thì mình không có cần phải nấu như vậy nha. Như cả nhà thấy á, bây giờ cái đường của mình á bây giờ nó cũng đã tan nè cả nhà thấy không. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần đường á cho nó vàng hơn tí xíu ha, và sau đó thì mình sẽ cho nước vào nha. Bây giờ cái màu và đường á các cả nhà thấy nè, nhìn nó có đẹp không ha. Bây giờ mình sẽ chờ tí xíu để cho nó vàng, nhưng mà đừng có cho nó vàng quá nha cả nhà, sợ vàng quá thì nó sẽ khét, nó sẽ đắng, nó sẽ không có được ngon nha. Bây giờ cái độ vàng như vậy là mình thấy là nó vừa rồi nè. Bây giờ mình sẽ hứng nguyên nồi nước luôn rồi mình sẽ chế vào luôn nha cả nhà. Rồi bây giờ là mình sẽ nấu cái phần đường này á tan ra, rồi sau đó thì mình sẽ cho một tí xíu muối vào nha cả nhà. Cả nhà đợi mình tí xíu nha. Thì nước đường á là mình nấu từ nãy giờ nó cũng đã sôi rồi, đường nó cũng đã tan ra hết rồi ha. Thì bây giờ là mình sẽ tắt bếp rồi mình sẽ chờ cái nước đường cho nó nguội. Thì trong thời gian mình chờ đường nguội á thì mình sẽ lên mình sẽ gọt luôn cái phần xào nha. Bây giờ là mình sẽ gọt xoài ra ha. Nếu mà cả nhà thích mà ăn luôn cái phần vỏ thì mình khỏi bào như mình nha. Mình nhớ là mình bào cái vỏ mình bào xương xương thôi, mình đừng có bào sát quá. Bào sát quá thì nó sẽ không có ngon nha. Mình bào giống như là cái vỏ cho nó mỏng thiệt mỏng luôn. Và sau đó thì mình sẽ để vào trong cái thau nước lạnh này nè, tránh nhiều khi nó có mủ á thì nó sẽ không có được ngon. Xoài thì mình cũng đã rửa lại rồi là cả nhà, thì giờ mình cũng để cho nó ráo ha. Thì giờ mình sẽ tiến hành đó mình cắt luôn. Thì như một trái xoài này là mình sẽ chẻ làm hai thôi, như trái nào bự quá thì mình sẽ làm bốn ha. Đây cả nhà thấy là trái xoài của mình nè, nhìn nó có ngon hay không ha, cái hột nó có tiết nhị luôn. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần hột này ra, mình lấy cái phần hột này ra sau đó mình sẽ để qua một bên nha. Cả nhà nhìn rất là ngon luôn, như cái xoài này là mình ngâm rất là ngon nha cả nhà. Như còn không á thì mình có thể là mình lấy cái xoài nó bự hơn xíu, nó cũng dài cũng vẫn được, nhưng mà mình ngâm á thì cái non như vậy là thì mình ăn nó sẽ ngon hơn. Mình sẽ lấy cái phần hột ra nha, đó cả nhà thấy nè, quá trời ngon luôn. Thì mình sẽ gọt cái phần xoài này ra, sau đó thì mình cũng cắt luôn cái phần ớt nha. Nước đường của mình á bây giờ nó cũng đã nguội rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho ớt vào trong nước đường mình luôn ha. Và sau đó thì mình sẽ quậy lên nè. Và bây giờ mình sẽ mình bóc tay luôn đi ha, tại tay mình cũng mới vừa vệ sinh sạch sẽ rồi. Thì mình sẽ cho xoài vào trong cái hũ này. Cái hũ này á mình cũng đã rửa, mình để cho nó ráo, khi nào ráo mình mới ngâm được nha cả nhà. Chứ nếu như cái hũ mình ướt á mình ngâm thì nó sẽ không có được ngon. Thì cả nhà thấy không, mình để cái miếng xoài nè, mình cầm lên mình nghe cái mùi chua á nó rất là ngon và làm cho mình chảy nước miếng dữ lắm luôn. Mình đã cho nước đường vào trong xoài hết rồi nè cả nhà. Thì bây giờ là mình sử dụng một cái
cái chén ha, là mình sẽ ập xuống như vậy. Đó. Mình sẽ ập xuống như vậy để giúp cho cái phần xoài của mình á nó nằm ở dưới cái mực nước đường nha. Đó. Và bây giờ mình sẽ đậy cái phần nắp lại. Sẽ đậy nắp lại ha. Rồi sau đó thì mình sẽ ngâm 3 ngày ăn được nha cả nhà. Đây cả nhà thấy nè. Xoài ngâm của mình nè, nhìn nó có hấp dẫn hay không ha. Và 3 ngày sau thì mình sẽ quay tiếp cho cả nhà cùng xem nha. Đây là các bạn, bây giờ cái hũ xoài ngâm của mình á, là mình ngâm cũng được là 3 ngày rồi ha. Thì bây giờ là mình sẽ mở ra. Đây, nhìn nó rất là ngon lắm luôn nè. Đây nè các bạn. Rồi giờ mình sẽ lấy cái chén ha. Ui, nó nghe mùi rất là thơm. Ui mẹ, sao phải để cái chén vô nè? Để cái chén vô làm cho xoài nó nằm ở dưới cái nước đường á, để giúp cho cái phần xoài của mình nó sẽ thấm, nó mau thấm thì nó sẽ ngon hơn. Bây giờ mình sẽ gắp xoài ra để vào trong cái dĩa rồi ba mẹ con mình sẽ thưởng thức thôi. Đây các bạn thấy là miếng xoài của mình nè, nhìn nó rất là ngon ha. Mình ngâm á là nó vàng ươm như vậy nè. Nó quá trời ngon luôn. Hồi nãy là mình cũng có đâm một chén muối ớt. Bé Lâm khoe chén muối ớt cho mọi người biết đi con. Đó, chén muối ớt đỏ chét luôn. Mấy đứa nhỏ ha. Hôm bữa là mình cũng có làm một cái clip mà chân gà, mình làm cái chén muối ớt á. Tụi nhỏ nó ăn á, trời ơi, cái môi nào mà nấy ha, là đổ quét luôn. Đây là các bạn, đó, những cái miếng xoài của mình nè, nhìn nó rất là ngon nè ha. Mình ngâm bây giờ nó đã thấm dữ lắm luôn rồi nè. Thì bây giờ là mình sẽ lấy trước ra như đây ha. Ba mẹ con mình sẽ thưởng thức. Nhưng mà mình nói chuyện là mình chảy nước miếng dữ lắm luôn đó các bạn. Mình cũng mời cả nhà dùng chung với gia đình mình nha. Đây nè, phải làm con mời đi con, hai đứa mời. Dạ, con mời cả nhà ăn cùng con. Chân mời con. Mời cả nhà ăn cùng con. Đây nè các bạn thấy là cái chén muối ớt của nhà mình nè. Mình đâm nè, các bạn nhìn thấy có hấp dẫn hay không ha. Như là cái món đồ chua này là không có thể nào mà thiếu cái chén muối ớt này nha các bạn. Nè Bé Lâm chấm ăn con, ăn nó giòn không? Dạ giòn. Đâu ăn thử coi ngon không? Bây giờ mẹ kiếm cái miếng nào nhỏ nhỏ thôi. Trời ơi ăn mà nó giòn rụm. Nè chấm. Chấm vô. Ngon ha. Thấy mẹ ăn một không có cay. Không có cay. Mẹ biết sao? Cái này nó thấm ớt rồi, nó lại cay rồi. Đó hả? Ừ. Nhưng mà mình ăn á, mình thấy là cái độ xoài á là nó có độ giòn rất là nhiều nè. Ăn thì nó có cái hậu chua chua ngọt ngọt. Và nó cũng the the cay cay nha các bạn. Mình ăn một hồi là các bạn thấy là cái mặt của mình giống như là mặt mình uống bia vậy đó. Là nó đỏ tươi luôn. Môi khỏi tho luôn nè. Sao làm? Chua không? Đâu có chua đâu. Đúng không? Không có chua rồi chứ. Nó không có chua đâu mẹ. Đâu có chua, mẹ ăn sao mẹ cảm thấy không có chua gì hết trơn á. Rất là bình thường. Sao mẹ ăn đâu có chua đâu. Thấy mà ăn mà đâu có nhăn mặt đúng không? Nhưng mà mày nhíu cái mày. Đúng rồi. Ăn mà giống như là cảm giác nha. Mình ăn thì mình không có thấy chua các bạn. Nhưng mà khi mà mình nuốt á thì mình hơi nhíu cái mày chút xíu thì nó có cái độ chua chua chút xíu nha. Hai đứa ăn phải có cảm nhận chứ. Sao không? Cái cảm nhận đầu tiên là con xém sạch cái chén muối ớt. Gặp cái lần nào? Y chang. Như các bạn thấy là cái dĩa xoài của mình á làm ra như thế nào ha. Nếu mà các bạn thích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho gia đình mình nha. Thì video của mình là sẽ kết thúc tại đây. Mình hẹn gặp các bạn vào những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.